thống đốc bang Florida, Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp để hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ sập tòa nhà 12 tầng sáng ngày 24 tháng 6. Hãng tin RT dẫn lời trợ lý chỉ huy cứu hỏa tại hạt Miami-Dade, ông Dre Zadala cho biết, 55 căn hộ nằm ở phía đông bắc tòa chung cư Champlain Towers South đã sập hoàn toàn, và cơ quan cứu hộ cho tới nay mới cứu được 35 người khỏi các đống đổ nát. Hiện vẫn còn ít nhất 99 người mất tích và hiện trường đống đổ nát là một nơi nguy hiểm và không ổn định cho việc triển khai công tác cứu hộ. Quan chức thị trấn Surfside, ông Andrew Hayes nhận định quá trình tìm kiếm và cứu hộ sẽ mất ít nhất một tuần và số người thiệt mạng trong vụ sập chung cư này sẽ còn tăng lên. Hãng tin RT dẫn lời cơ quan cảnh sát địa phương nói rằng, hiện chưa rõ nguyên nhân nào đã khiến tòa nhà Champlain Towers South sụp đổ. Thống đốc bang Florida Ron DeSantis ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép chính quyền điều động tất cả nguồn lực cần thiết đến hiện trường, bao gồm cơ quan thực thi pháp luật và các nhân viên phản ứng với tình trạng khẩn cấp khác. Lệnh của thống đốc DeSantis cho biết, Tổng thống Joe Biden cho biết sẽ đưa ra viện trợ liên bang nếu được yêu cầu. Một số khách sạn lân cận đã được tận dụng làm nơi trú ẩn tạm thời cho những người bị ảnh hưởng, đồng thời cơ quan chức năng địa phương đã cung cấp thực phẩm, thuốc men và các vật dụng khác.